Trong dịch sẽ ra hai cây canh, nó kêu rằng gặp hồ nước nó bị bà bị bông. Lúc lên bờ với cây canh nó có khôn. Một con dịch sẽ ra hai cây canh, nó kêu rằng quack quack quack. Gặp hồ nước nó bị bà bị bông. Lúc lên bờ phải cây canh cho khô.